Xin chào cả nhà, lại là mình Nguyễn Hoàng Tuấn Việt đến từ kênh Cậu Bạn Đường Phố đây. Và hôm nay Cậu Bạn Đường Phố sẽ đưa mọi người đến một trải nghiệm rất thú vị. Đó là việc chơi hockey game, tức là khúc quân cầu. Ở Việt Nam có vẻ là chưa phổ biến lắm, nhưng mà hôm nay mình cũng sẽ mới được khám phá đây. Mình không biết là mình có cái gì để nói với cả mọi người nữa, nhưng mà hãy cùng đi theo mình, coi như là mọi người ở bên cạnh mình để xem là khúc quân cầu ở Mỹ có gì đặc biệt và khác các môn thể thao ở Việt Nam nhá. Mày biết cái gì về khúc quân cầu không? Hả? What do you know about hockey game? Nothing. Nothing. Yeah, about nothing too. So I played field hockey. Yeah. But I don't know anything about ice hockey. Okay. Too much. Too much. Hôm nay là which team are playing today? San Diego Blues. Thực sự bọn này nó không biết cái gì luôn đấy mọi người. Mình sẽ có đội San Diego Blues và đội Miami. I think so. Nó cũng không biết luôn. Bọn mình sẽ có rất là nhiều kỷ niệm đẹp ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ được sự ủng hộ và một nút subscribe của cả nhà. Mọi người ơi, hóa ra là mình thấy cái khoảng cách đi lại từ trường mình cho đến cái chỗ chơi hockey game là đi bộ thôi mọi người ạ. Có một cái điều nữa cũng khá là buồn cười là lúc mà mình xuống thì mình mặc quần short và áo ba lỗ ấy. Xong rồi mọi người bảo là cái này là mình đi chơi hockey game ở sân băng, mà mày mặc thế này thì lạnh chết mẹ. Thế là mọi người lại phải chờ mình để mình đi xuống thay đồ, đi lên thay đồ chứ. Nói chung là cũng chẳng biết gì về hockey game đâu, chỉ là cho các bác xem là cái cảm nhận mọi thứ ở đây nó như thế nào. Bởi vì bản thân mình thì mình muốn thử hết sức có thể cái thời gian ở đây. Bởi vì bay rồi, đi lại rồi, tốn kém rồi, thời gian rồi, các thứ mình thấy nên trải nghiệm hết có thể. Những cái gì mà tay sờ mắt thấy rồi tai nghe thì mới có thể là đã hơn, đúng không các bác? Cho nên là mọi người cứ xem thử xem mọi người thích không rồi mọi người đến đây xem. Cô bảo là nếu như là ai mà có cái túi mà nó to như thế này thì sẽ không được đi vào bên trong. Cho nên là vừa nãy mình cũng đã đổi một cái chiếc túi nó bé như thế này, thì thực ra là mình đã mang một cái túi khá là to bởi vì mình đựng các cái đồ để quay hình ấy. Nếu mà ai mà mang cái túi mà to hơn dự kiến thì cô ấy sẽ mang về nhà cho, bởi vì rất là gần. Đấy là rất là tiện nha. Nếu mà mình đi ở đây kiểu như một mình ấy chắc là chẳng ai giúp mình quá. Cả nhà ơi, mình đang ở bên trong của cái dạp mà đánh khúc quân cầu ấy. Thì những cái cô gái này là những cái cô gái cheerleader mà mọi người hay xem ở trên phim Mỹ. Thực sự là có cái cảm giác như là ở trong phim luôn. Và các bạn rất là đáng yêu. Wow. How do you do the ICMK, right? YMCA. Like this one. I love those girls. Rất là thích những cái cô gái này mà ở trong các cái phim mà trung học cơ sở mà mình hay xem ấy. Và hôm nay được chứng kiến tận mắt thì khá là thú vị. Vừa nãy thì có một cái cây selfie stick là cái cây để quay, nhưng bây giờ lại phải nhờ mọi người bởi vì lúc mà vào kiểm tra thì họ không đồng ý có cái kênh có cái đó, những cái mà to hay là những cái cây gậy ấy thì họ sẽ nói là kiểu như đây là vũ khí. Ở đây còn cho dùng súng nữa mà lại còn sợ cái selfie stick thì mình cũng chịu luôn. Một lát nữa vào trong thì mình sẽ cho mọi người xem nhiều hơn nha. Look at her. Mọi người ơi, mình vào trong này mình thấy kiểu như là hai bên nó cứ đánh nhau qua lại với quả cầu ấy. Nói thiệt là rất là xin lỗi nếu như mà không thể chia sẻ nhiều với mọi người về khúc quân cầu bởi kiến thức của mình trong lĩnh vực này nó quá là hạn hẹp ấy. Mà nói chung là cái trò này nó quá mới đi. Mọi người tìm mọi người sẽ thấy rằng là nó xuất phát từ đâu nhỉ? Nó từ Anh đó. Nhưng mà đến Mỹ thì có vẻ như là trò này còn nổi bật hơn cả bóng đá. mình hỏi bạn này ở Ba Lan thì nó có cái trò này không ấy, thì bạn nói là cũng kiểu như là ở Việt Nam mình thôi, mọi người thích đá bóng hơn. Tell me how it is in your country with the hockey. You can train it, but it's not like a big thing. It's not like they play it every Sunday or whatever. It's not like a, yeah, it's not a big thing. Ở Ba Lan thì nó không lớn ấy, cái trò này mọi người không hưởng ứng lắm, nhưng mà bạn vẫn có thể học. Ở Việt Nam thì hoàn toàn mình chưa thấy chỗ nào dạy luôn á. Vừa nãy thì mọi người nghe đấy, có một bạn người ca sĩ mà hát quốc ca của Mỹ, bạn hát rất là hay, và mình thấy như kiểu là quốc ca của Mỹ là một trong những bài quốc ca mà thể hiện giọng hát nội lực nhất, bởi vì các bạn cũng xem trên YouTube rồi. Có rất là nhiều ca sĩ US, UK nổi tiếng hát bài quốc ca này, và lần đầu tiên mình được nghe bản quốc ca này được hát, được reo lên trước trận đấu hockey, thì nó là một điều gần như là một trải nghiệm rất là đặc biệt với mình. Ở đây thì mình cũng không hiểu luật gì đâu, cho nên là cũng không thể chia sẻ với mọi người. Hôm nay là sẽ ủng hộ đội San Diego Blues, bởi vì là mình ở San Diego, nhưng mà cũng chẳng hiểu gì cả. Ở đây là thích rồi, được xem, được tận hưởng và được ở cùng mọi người để cảm nhận không khí này là vui rồi. Không biết là video này đã đủ chưa nữa, cứ kéo dài thế này mà chả biết nói gì. Thôi quay đại cho mọi người một số các cái khung cảnh ở đây nhá. Mọi người ơi, hết rồi. Vừa nãy thì có một cái hiệp phụ 5 phút bởi vì là hai đội này cân bằng tỷ số. Mình ngồi xem 3 hiệp buồn ngủ quá. Mỗi hiệp 20 phút cộng với 5 phút hiệp phụ nữa. Mình nghĩ là nếu mà ai mà không thích thể thao và không mê thể thao ấy thì thôi ở nhà đi, vì cái này nó cũng giống đá bóng ấy mọi người. Nó nhưng mà thay vì là đá bằng chân thì nó đá bằng cái quay quần vợt ấy với cái quả bóng. Cho nên là mình cảm thấy rằng là ok, đi một lần thử xem nó như thế nào. Nhưng mà nếu mà mất tiền để mà quay lại á thì là không nha. Bây giờ thì mình sẽ chào tạm biệt với mấy bạn cổ động viên ở đây nha. Come up here. Đi vào đây. Goodbye. Say goodbye Vietnam. Goodbye Vietnam. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Say You can't say it. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trên kênh YouTube Cậu Bạn Đường Phố, và đừng quên là subscribe để mình có thật nhiều content mới nhá. Bye bye.